chấn động. Tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời về vận mệnh cuộc đời của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Từ 49 tuổi trở đi, số được trời thương Phật độ, có lộc phú quý, càng về già càng thuận lợi, hanh thông đủ đường, hậu vận giàu sang, viên mãn. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 thân mến, đời người là một chuỗi dài lựa chọn, mỗi ngày chúng ta phải đối mặt với những mối lo lắng về cơm áo, gạo tiền hay các mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống bận rộn, hối hả và khắc nghiệt khiến nội tâm chúng ta thường xuyên mệt mỏi, bất lực và cả sợ hãi. Như quý khán giả đã biết, mỗi chúng ta đều có một số mệnh và số mệnh của mỗi người lại là khác nhau. Có người cả đời sống trong nghèo khó, vất vả. Có những người cố gắng nhiều nhưng thu hoạch được chẳng là bao. Song lại có những người sinh ra đã được hưởng phúc sung sướng, rất ít khi phải âu lo. Nhưng quý khán giả thân mến, chúng ta đừng vội vàng từ bỏ khi bạn gặp liên tiếp khó khăn này đến khó khăn khác. Bởi nếu bạn không đối mặt với chúng thì làm sao bạn biết được điều tốt đẹp nào đang chờ đợi bạn ở phía trước. Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt, mệnh quý mà có được còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng và chân thành trong đối nhân xử thế. Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Đinh Tỵ ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình, nên sẽ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần. Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan, yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Con giáp này cả đời luôn được quý nhân ở bên tương trợ, cũng một phần nhờ thế mà may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy. Dù cuộc đời phải trải qua giông tố, nhưng không được cúi đầu trước giông tố. Đây chính là câu nói khái quát nhất để miêu tả về cuộc đời người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Trong dòng hồi sinh, tuổi Đinh Tỵ là tinh con rắn, đại diện cho cả sức mạnh về vật chất lẫn tinh thần, sự cần cù, chăm chỉ, không bao giờ chùn bước trước khó khăn, dù đó là nghịch cảnh và ông trời không có phụ lòng người bao giờ. Trong giai đoạn từ 49 tuổi trở đi, cuộc đời sẽ gặt hái những quả ngọt về công danh, sự nghiệp và tiền bạc. Từ giai đoạn này trở đi, cuộc sống của tuổi Đinh Tỵ sẽ suôn sẻ, thuận lợi hơn rất nhiều. Đến khi về già, tuổi Đinh Tỵ sẽ có được cuộc sống tiền có đầy đủ, nhà rộng, xe sang, tiền không thiếu, cuộc sống viên mãn, sung túc, 10 phân dạng 10. Vậy, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, từ 49 tuổi trở đi sẽ diễn ra như thế nào? Thì xin mời quý bản mệnh cùng theo dõi và chiêm nghiệm qua lá số tử vi dưới đây nhé. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Tuổi Đinh Tỵ cầm tinh con rắn trong 12 con giáp. Rắn là loài động vật tượng trưng cho sự bí ẩn, uy quyền, sức mạnh. Đinh Tỵ là bộ rắn trong đầm thuộc mệnh thổ trong ngũ hành. Người sinh năm Đinh Tỵ thông minh, lanh lợi, khả năng đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, luôn yêu cầu sự tự do và cũng mong muốn có sự tĩnh lặng nhất định. Sự xuất hiện của rắn thường liên quan đến phúc đức, nên người Đinh Tỵ mang trong người nhiều sự nhạy cảm về tâm linh. Là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi, họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoàn mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, dễ bị căng thẳng, hay nói cách khác là có thần kinh khá nhạy cảm, rất khó tin tưởng người khác. Nhưng khi đã tin tưởng ai đó thì sẽ hướng một lòng về người đó, đặt sự tín nhiệm, phó thác vào người đó. Điều này khiến Đinh Tỵ rất hay cảm thấy bị tổn thương. Khi xảy ra mâu thuẫn với người thân thì họ là có khả năng phán đoán và nắm bắt thời cơ, rất giỏi trong việc tận dụng, thay thế để ứng biến với thời cuộc. Đinh Tỵ là bộ lột xác, nên Đinh Tỵ rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, rất biết cách vươn lên trong gian khó. Theo thống kê cho biết, rất nhiều người tuổi Đinh Tỵ trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc hỏa, Tỵ là thuộc hỏa, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Họ là người rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Đinh Tỵ rất cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có gu thẩm mỹ tinh tế.
Trước hôn nhân, Đinh Tỵ rất dễ lung lay, họ rất ghét những chuyện ồn ào, náo loạn hay xô bồ. Luôn cố gắng giữ bản lĩnh của riêng mình, Đinh Tỵ có vận tốt, các lợi khá nặng nên không sợ phải đói, nói năng thì rất nho nhã, lễ độ, lịch sự và khôn khéo. Đinh Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm, họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, họ tích trữ, dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy, cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế, họ giỏi trong việc kinh doanh với con mắt nhìn xa trông rộng. Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Đinh Tỵ nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành, họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Họ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Đinh Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, thì họ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Những người tuổi Đinh Tỵ thường là những người có nhiều ham muốn, tham vọng khá cao. Tuy nhiên, trong công việc, họ lại chẳng bao giờ kiên định với những gì mình đã chọn lựa, thường bỏ giữa chừng hoặc làm không tới cùng. Mặc dù người tuổi này đều là những người biết nhìn xa trông rộng, có khả năng tư duy nhanh nhạy, tính toán hơn người, nhưng nhược điểm là hay bỏ giữa chừng. Do đó, cuộc sống của người tuổi này khá lận đận, chỉ đủ ăn, đủ tiêu, khó có thể trở nên giàu có. Như chúng ta đều biết, rắn là loài động vật biết cách quan sát và chờ đợi. Do đó, những người tuổi Đinh Tỵ thuộc tuýp người không bốc đồng. Họ rất kín đáo và bí ẩn, bởi tính cách của họ vô cùng bình tĩnh, nên khi xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ chọn cách im lặng, sau đó tìm cách giải quyết. Hơn nữa, người tuổi Đinh Tỵ có một bộ óc luôn phân tích, giúp cho họ có được sự tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra nguyên nhân cho từng vấn đề. Đặc biệt, trong mối quan hệ với mọi người, tuổi Đinh Tỵ ưa thích chiếm hữu và yêu cầu người khác rất cao. Trong mối quan hệ với bạn bè, họ vẫn giữ thái độ thiếu tin tưởng ở một mức độ nhất định. Cụ thể, họ không tha thứ cho người nào đến muộn hay lỡ hẹn. Họ rất dễ bị kích động, thay vì mỉa mai, cãi giả nặng lời, thì họ chọn cách biểu thị sự không hài lòng qua vẻ bề ngoài lạnh lùng. Đây là người bình tĩnh, có khả năng kiềm chế cảm xúc, cũng tài hoa hơn người, có ý chí kiên định và tinh thần phấn đấu không mệt mỏi. Họ không bao giờ khoe khoang tài năng của mình, mà lặng lẽ tiến hành như kế hoạch, âm thầm tiến về phía trước. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, hơi hướng nội tâm, ít nói, không dễ nóng giận, thường suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động, được liệt vào hàng ngũ những người có đầu óc. Họ hiểu rất rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh ở điểm nào. Họ đề cao đời sống tinh thần, giá trị khách quan rất cao và khả năng phán đoán, dự đoán tương lai khá tốt. Thống kê cho biết, rất nhiều Đinh Tỵ 1977 trở thành tỷ phú do chăm chỉ làm ăn. Đinh là thuộc quả, Tỵ thuộc quả, mà nạp âm của Đinh Tỵ là hành thổ, cho nên Đinh Tỵ có khá nhiều may mắn trong cuộc sống, hay được quý nhân giúp đỡ. Đinh Tỵ rất chăm chỉ làm ăn, cộng thêm bản thân là người khéo léo, tinh tế, có khả năng ứng biến trong mọi công việc, nên thường có nguồn thu nhập ổn định, kinh doanh thuận lợi. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng có nhược điểm, đó là sự bảo thủ, kín kẽ, khiến mọi người cảm thấy đề phòng, mọi bí mật riêng tư của họ đều được giấu kín. Đinh Tỵ lại có chút đa nghi, vì thế mà khiến bạn bè, người yêu thiếu đi cảm giác an toàn,
họ cũng không thích bị người khác khuyên bảo hay giáo huấn, đưa ra nhiều quyết định thiên về cảm tính và không thực sự rõ ràng. Nếu Đinh Tỵ có thể khắc phục được những nhược điểm này thì sẽ ngày càng thành công hơn trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, đa số tuổi Đinh Tỵ có tình cảm chân thành trong tình yêu. Họ luôn hết mình vì đối phương, họ sẵn sàng hy sinh bản thân để đổi lại niềm vui và hạnh phúc của nửa kia. Tuy nhiên trong tình yêu, đôi khi Đinh Tỵ có sự ghen tuông mù quáng. Điều này khiến cho mối quan hệ của họ gặp nhiều rắc rối. Cả nam và nữ Đinh Tỵ khi yêu tuy có rất nhiều cảm xúc, nhưng lại không phải là một người chung thủy. Họ rất dễ có những mối quan tâm ngoài luồng. Ngoài ra, họ còn có tính chiếm hữu cao. Họ đòi hỏi một tình yêu tuyệt mỹ, dẫn đến hệ lụy trong hôn nhân, luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ song phương. Tức là khi bạn chơi với Đinh Tỵ, bạn nên dành cho họ một khoảng thời gian để họ quyết định và đưa ra ý kiến. Họ rất thích làm chủ, nên khi bị ép buộc phải làm theo một kế hoạch nào đó mà không có sự quyết định của họ thì họ sẽ rất khó chịu. Những đức tính này sẽ rất có lợi khi áp dụng vào công việc kinh doanh. Đinh Tỵ rất khôn khéo và luôn luôn là người giữ thế chủ động trong các cuộc thương thảo. Họ rất có tài trong việc thuyết phục, thương lượng với người khác, có thể trở thành nhà ngoại giao xuất sắc. Nam mệnh tuổi Đinh Tỵ thường mạnh mẽ, là trụ cột vững chắc trong gia đình. Họ chung tình, quan tâm và yêu thương vợ con hết mực. Trong tình yêu, họ rất lãng mạn, cho dù bận rộn với công việc, nhưng đàn ông tuổi Đinh Tỵ luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để dành thời gian cho gia đình thân yêu. Nữ mệnh tuổi Đinh Tỵ vừa có nét đẹp dịu dàng, đoan trang, truyền thống, nhưng cũng rất năng động và mạnh mẽ. Họ cuốn hút đối phương nhờ vẻ ngoài quyến rũ và quyền lực. Họ đảm đang trong việc nhà, luôn dành sự yêu thương và quan tâm chồng con hết mực. Khi xảy ra mâu thuẫn, phụ nữ tuổi Đinh Tỵ thường nhẫn nhịn chịu thiệt về mình để giữ hòa khí trong gia đình. Tiếp theo sẽ là tổng quan vận mệnh cuộc đời của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trên các phương diện cuộc sống, cụ thể như sau. Về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Xem tử vi trọn đời tuổi Đinh Tỵ, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, gian nan ở tiền vận, nhưng khi bắt đầu vào trung vận thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Mỗi khi gặp khó khăn, Đinh Tỵ may mắn nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, động viên của người thân, gia đình, bạn bè. Bởi vậy họ sớm thành công và xây dựng được sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong công việc, một khi đã đạt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình, tuổi Đinh Tỵ kiên quyết thực hiện đến cùng. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không bỏ cuộc. Dù cho người khác có rèm pha đàm tiếu thì tuổi Đinh Tỵ vẫn kiên định giữ vững lập trường. Khi làm việc, họ tập trung cao độ, không để tư tưởng của mình bị phân tâm bởi bất kỳ điều gì, càng không để chuyện tình cảm xen vào công việc. Tuổi Đinh Tỵ thích hợp với những công việc lao động trí óc, đòi hỏi sự thông minh và đầu óc suy luận logic, sáng tạo. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, thái độ bình thản của họ dễ khiến người khác hiểu lầm. Tuổi Đinh Tỵ không hề lười nhác, trốn tránh trách nhiệm, họ chỉ đang tập trung cao độ để giải quyết vấn đề, không lo sợ, cũng không lúng túng. Bản chất gan dạ của tuổi Đinh Tỵ khiến nhiều người nể phục. Đa phần tuổi thơ gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn. Tuổi Đinh Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Giai đoạn từ 45 đến 50 là giai đoạn vàng kim của con giáp này. Chỉ cần nỗ lực, cố gắng sẽ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Mọi thành quả cống hiến bao năm được ghi nhận, có cơ hội thăng chức lên vị trí cao hơn. Bên cạnh con giáp này luôn có quý nhân đồng hành, người thân ủng hộ, nên tạo được tiếng vang lớn trong sự nghiệp, làm việc gì cũng hanh thông. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, một thời kỳ mưa thuận gió hòa, mã đáo thành công, với người kinh doanh ở độ tuổi này cũng được gọi là lão làng. Bằng những kinh nghiệm và mối quan hệ có được mà sự nghiệp của bạn nên nhanh chóng mặt, đem về nhiều nguồn thu lớn, hậu vận vẫn được lợi lộc rất nhiều, an nhàn, sung túc. Về phương diện tài lộc của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Theo luận đoán tử vi trọn đời, tuổi Đinh Tỵ cuộc đời không phải lo lắng về tiền bạc. Tuy thời trẻ vất vả cực thân, nhưng đôi lần cơ may thường tới với họ, nên nắm chắc lấy thì phát tài lớn. Từ trung vận trở đi, người tuổi Đinh Tỵ có số may mắn, được quý nhân phù trợ, tiền cứ thế chảy về, hậu vận rất an nhàn, sung túc. Đinh Tỵ là con giáp có trí tuệ, mẫn tiệp. Tuy không gặp nhiều sóng gió, nhưng quyết đoán dứt khoát, tốc chiến tốc thắng, coi trọng tư duy, linh cảm phong phú. Không ai sánh bằng,
Nhờ vậy sự nghiệp tài lộc của họ thường phất lên cùng lúc. Họ là người sống ở hiện tại, nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ dành dụng những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Về già tích lũy được vô số của cải, tài sản. Tuổi Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù, lại giỏi trong việc tích trữ, dành dụng tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh, với con mắt nhìn xa trông rộng. Tuổi Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Mỗi lúc khó khăn, người này đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, tháo gỡ mọi rắc rối. Rất nhiều cơ hội tốt đang đợi tuổi Đinh Tỵ ở phía trước, nhất là giai đoạn từ 45 đến 50 tuổi, nên nắm bắt tốt thời cơ. Ngoài ra, tuổi Đinh Tỵ rất thẳng thắn trong cuộc sống, đặc biệt về vấn đề tiền bạc. Họ sẽ không lợi dụng bất kỳ ai để đạt được mục đích của mình, càng không dây nợ ai quá lâu. Tuổi Đinh Tỵ sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng hiếm khi chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình, kể cả với những người thân cận. Tuổi Hợp làm ăn. Đinh Tỵ nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn để cộng tác trong công việc. Nếu kết hợp với những tuổi này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thuận lợi, tránh được rủi ro, dễ được thành công, mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Tuổi Đại Kỵ, Đinh Tỵ nên tránh cộng tác trong công việc hay làm ăn hợp tác với những tuổi Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Giáp Dần và Nhâm Tý, bởi đó là những tuổi Đại Kỵ, nếu kết hợp sẽ không mang lại nhiều may mắn. Về tình cảm, gia đạo của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Người con gái cầm tinh con rắn, thường được người đời gọi là mỹ nhân. Họ khá lạnh lùng, duyên dáng, pha chút kiêu sa, thường làm khuynh đảo khá nhiều chàng trai tìm đến. Ở các cô gái này, nhìn bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhàn tản, thích tẩn dật, nhưng trong lòng lại lắng, sục sôi nghĩ ngợi về tình yêu. Nhưng khi đã bị phản bội trong tình yêu, họ sẽ trở nên đa nghi và khép kín cánh cửa trái tim mình, không cho phép ai bước vào. Bởi vậy, chinh phục được họ hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Cô nàng tuổi Đinh Tỵ có vẻ đẹp dịu dàng, đoan trang, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Họ có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn và luôn khát khao được người khác yêu thương. Dù bên ngoài luôn tươi cười, vui vẻ, nhưng cũng có lúc họ giấu đi những tâm tư, nỗi buồn thầm kín trong lòng. Nếu ai thấu hiểu được những suy nghĩ ấy, người đó sẽ dễ dàng chiếm được trái tim và tình cảm của cô nàng tuổi Tỵ. Phần nhiều nam giới tuổi Đinh Tỵ thường rất lãng mạn, đa tình, có sức hấp dẫn lối kéo phái khác giới, nhưng lại khá âm thầm, kín đáo, làm cho đối phương phải yêu, đứng vui vì họ, chảy nước mắt cũng vì họ. Ở cả hai phái tuổi này, họ rất thích chú ý đến hình thức ăn mặc bề ngoài một cách chỉnh chu. Đôi khi có người thích tạo ra sự chú ý với người khác, nên dễ sa vào lòe loẹt, sặc sỡ. Người tuổi Tỵ yêu một cách chân thành và mãnh liệt nhất. Họ có thể hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui, hạnh phúc cho đối phương. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Tỵ ghen tuông mù quáng và điều đó khiến họ gặp phải nhiều rắc rối. Đàn ông tuổi Tỵ rất mạnh mẽ, quyết liệt và có sức hấp dẫn với mọi người xung quanh. Họ sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ con, gia đình và những người thân cận. Phụ nữ tuổi Tỵ giỏi việc nước, đảm việc nhà, hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Khi đã kết hôn, họ nghiêm túc, một lòng một dạ chung thủy với người bạn đời của mình. Dù đôi khi cuộc sống vợ chồng không được hài lòng như ý muốn, nhưng tuổi Tỵ vẫn khéo léo giấu đi những mâu thuẫn, bất đồng trong lòng mình. Bản chất của tuổi Đinh Tỵ không phải là một người dễ tha thứ, bao dung cho những lỗi lầm của người khác. Nhưng khi yêu, trái tim họ trở nên mềm yếu. Dù đối phương có gây ra nhiều sai lầm, tổn thương cho mình, nhưng tuổi Tỵ vẫn dễ dàng tha thứ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Luận về vận số thì nam mệnh tuổi Đinh Tỵ có cuộc đời cũng qua nhiều sóng gió, nhưng thời trung vận thì vững vàng. Việc làm ăn và mức sống khá giả, chuyện tình cảm gia đạo cũng có nhiều phen chắc chở, nhưng cuối cùng cũng được êm ấm, hạnh phúc. Nếu nam Đinh Tỵ sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 âm lịch, thì cuộc đời bạn sẽ có 3 lần thay đổi hạnh phúc, hôn nhân. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và tháng 10 âm lịch, thì bạn sẽ có 2 lần thay đổi tình duyên. Nếu bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 âm lịch, cuộc đời bạn được hoàn toàn hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào tháng 4 và 9 âm lịch,
bạn sẽ có 3 lần thay đổi vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Còn nữ mạng tuổi Đinh Tỵ thì cuộc đời có nhiều thương đau và tiền vận, cuộc sống luôn luôn bị đảo lộn, nhiều suy tư sầu muộn. Tuy nhiên vào trung vận thì gặp nhiều may mắn và thuận lợi, gia đạo cũng có nhiều tốt đẹp, ít gặp sự xui xẻo trong suốt cuộc đời. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8, 10 và 12 âm lịch thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nếu bạn sinh vào những tháng 3, 6, 7 và 11 âm lịch thì cuộc đời bạn không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Về phương diện sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, trong cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng ban cho sức khỏe, tuy không có bệnh nghiêm trọng nhưng có bệnh vặt. Đinh Tỵ nên tập cho mình thói quen hay duy trì việc tập thể dục hàng ngày, vừa làm tăng cường sức đề kháng của cơ thể, vừa giúp giảm bớt nguy cơ bệnh nguy hiểm. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Đinh Tỵ lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Ngoài ra, người tuổi Đinh Tỵ nên chú ý các vấn đề liên quan đến tim mạch, nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe khoa học. Theo luận đoán tử vi trọn đời, những người tuổi này có số hưởng thọ từ 70 tuổi đến 89 tuổi. Những người này ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, sống tốt đời đẹp đạo, tích phúc tích đức thì tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tiếp theo sau đây sẽ phần luận giải vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Đinh Tỵ 1977, cụ thể như sau. Đinh Tỵ vốn tư chất thông minh hơn người, danh lợi, linh hoạt, biết ứng biến tùy thời cơ. Họ là những người hiểu sự đời, nhìn thấu lý lẽ ẩn giấu bên trong, biết cách để tạo mối quan hệ với mọi người, cũng biết làm thế nào để phát huy thế mạnh của mình. Với tài năng như vậy, có lẽ nhiều người đều tưởng rằng người tuổi Đinh Tỵ vận mệnh vô cùng tốt đẹp, nhưng đâu phải năm sinh quyết định tất cả, còn nhiều yếu tố khác định đoạt vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ. Ở đây, kênh Minh Đường Tử Vi sẽ dựa vào tháng sinh âm lịch để đoán định người tuổi Đinh Tỵ có vận mệnh như thế nào tùy theo tháng sinh. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết Tân Xuân. Người tuổi này có nhiều tham vọng, mơ ước cao xa, nếu cố gắng thì cũng có chút thành tựu. Có thể nói người này không phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ, nhưng cũng chẳng được may mắn quá nhiều. Tính cách vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, dương khí dượng, ý chí ngất trời, có điều kiện, tiền đồ không được thoáng đãng. Chính vì thế mà muốn làm nên đại nghiệp vô cùng khó. Trong suốt cuộc đời của người này, hiếm khi nào được quý nhân phù trợ. Tuy có nhiều lý tưởng và tham vọng muốn thực hiện, nhưng người có tài mà không có cơ hội thì cũng khó. Vì khi truyền sức mình muốn giành được thành công mà chẳng mấy dễ dàng. Nếu có thể cắn răng nhẫn nhịn, nhìn vào thực tế mà đi từng bước nhỏ vững chắc, không mơ ước quá xa vời, thì có thể thay đổi vận mệnh, có được những gì mình muốn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, vạn vật bừng tỉnh sau mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên còn đôi chút ngỡ ngàng sau giấc ngủ dài, không biết phải làm sao cho phải. Người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng này mang chút mơ hồ như vậy, tinh thần không được tốt cho lắm, khó có thể tự lập, càng không nói tới chuyện một tay làm nên cơ nghiệp. Tính cách người này khá trầm lắng, thích yên tĩnh, ham học hỏi, có tài năng về thơ ca, nghệ thuật, nhưng không may chẳng tìm được nơi dụng võ, bất mãn với thời cuộc. Ý chí phấn đấu ngày càng sa sút, lý tưởng cũng héo mòn, chỉ biết ngày ngày làm những chuyện nhàm chán, chẳng còn tham vọng sự nghiệp, cũng khó giành được thành công trong cuộc sống. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người tuổi này thông minh, lanh lợi, tính cách trung nghĩa, thiện lương. Tuy một đời không phải đại phú, đại quý, nhưng vẫn được xem là người có phúc. Người tuổi này tài đức song toàn, có nhiều tài năng, được nhiều người ngưỡng vọng. Họ có nhiều tham vọng và lý tưởng cao đẹp, cũng rất biết cách đối nhân xử thế, biết linh hoạt, tùy theo từng tình huống. Tinh thần ham học hỏi, luôn phấn đấu hết mình, dù không có quý nhân ở bên hỗ trợ, thì với tài năng của bản thân, người này cũng có thể tự mình làm nên sự nghiệp, thành công không quá khó khăn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ,
Người tuổi này là người trung hậu, tính tình ôn hòa, nhã nhặn, có tinh thần nghĩa hiệp, tư chất thông minh. Dù là con đường học vấn hay con đường sự nghiệp của người này cũng khiến cho bao người thầm mong ước. Họ có tài năng xuất chúng, đa tài, đa nghệ, trí dũng song toàn, dường như có thể làm được tất cả mọi điều, chỉ cần họ muốn mà thôi. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp, người tuổi Đinh Tỵ sinh tháng 4 âm lịch, khả năng lĩnh ngộ cao, cái nhìn sắc bén, nhanh nhạy nắm bắt vấn đề, lại được quý nhân chỉ lối dẫn đường nên có thể làm nên nghiệp lớn, gặt hái được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tiết mang trùng, người tuổi này có ý chí hơn người, có dũng, có mưu, có tài thao lược, đầu óc lanh lợi, thông minh, họ còn giỏi quan sát thời thế, nhân tâm nên mưu sự tất thành. Người này có thể khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua gian nan, trở ngại để giành lấy những gì mình muốn, gia vận hưng vượng, chuyện cát lành cực nhiều, cuộc đời bình an, phúc lộc lâu dài. Người tuổi này may mắn được quý nhân ở bên giúp đỡ cho khá nhiều, là người nhanh nhạy và tinh tế, họ biết nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế của bản thân để vượt qua trở ngại, làm nên những thành công to lớn trong sự nghiệp, tài vận hanh thông rộng mở. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử, người tuổi này có lòng từ tâm, chân thành đối đãi với mọi người, có tài mà có đức. Họ được trời ban cho tài lộc, dạng sự như ý, danh lợi song toàn, có ý chí, có tham vọng, họ là người kiên cường, dám nghĩ, dám làm, có tố chất lãnh đạo. Dù là theo đường quan lộ hay theo nghiệp kinh doanh, thì người này cũng giành được những thành quả khiến nhiều người ngưỡng mộ, có tiền bạc dồi dào và địa vị xã hội khá cao. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch theo lịch vạn niên là tiết lập thu, người tuổi này tính tình ôn hòa, nhã nhặn, họ nổi tiếng là những người sống thanh cao, trọng đạo đức, trí dũng hơn người. Người này có số mệnh tốt đẹp, có thể tay trắng làm nên cơ nghiệp, họ là những người thân thiện, cởi mở, rất chân thành đối đãi với mọi người, nên có mối quan hệ xã giao rộng khắp, tài năng xuất chúng, tiền bạc dư dôi, dù làm chuyện gì họ cũng dễ dàng đạt được thành công. Đây còn là người rất giỏi kinh doanh, nếu theo nghiệp làm ăn, buôn bán thì chắc chắn chuyện kinh doanh sẽ vô cùng phát đạt, tiền bạc theo nhau đổ về nhà. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết bạch lộ, người tuổi này là những người vui vẻ, nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người, trọng bạn bè và cũng có mối quan hệ vô cùng rộng khắp, họ thông minh, nhanh nhẹn, lại lương thiện, chân thành, cũng có tài năng nên con đường sự nghiệp khá thuận lợi, được nhiều người giúp đỡ, bản thân lại có khả năng, nên chuyện thăng tiến không quá xa xôi. Nhờ tài năng đức độ, tích đức, hành thiện, người tuổi này không phải chịu nhiều vất vả, cơ cực trong đời, được hưởng cuộc sống an lạc, thảnh thơi, phú quý trường cửu, bạn bè ở khắp bốn phương, họ sống vui vẻ và được nhiều người yêu mến. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết hàng lộ, người tuổi này cuộc đời khá bình an, thuận lợi, không phải trải qua nhiều sóng gió. Họ là người dĩ hòa vi quý, không thích làm mọi chuyện trở nên rối loạn, mà luôn tâm niệm một sự nhịn là chính sự lành. Xem tử vi, đây là người học rộng, biết nhiều, lại thông minh, cơ trí, song người này không dễ dàng có được thành công trong chớp mắt mà vẫn cần phải nỗ lực, cố gắng mới có được những gì mình muốn. Đường đời khó tránh khỏi những lúc gặp phải trở ngại, cần vững lòng, bền trí mới giành được mục tiêu đáng mong đợi. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết lập đông, người tuổi này có tâm hồn đẹp, sống thanh cao, chẳng vướng bụi trần, với họ, giúp đỡ mọi người là chuyện rất đổi bình thường. Họ thích giao thiệp và có bạn bè khắp bốn phương, là người có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài năng và đức độ, nhưng thành công đến với họ không mấy dễ dàng. Họ có thể chịu khó, chịu khổ, ăn gió nằm sương để thực hiện lý tưởng của mình. Nếu giành được thời cơ thuận lợi thì vẫn có cơ may làm nên sự nghiệp thành công. Nhưng nếu muốn gây dựng sự nghiệp to lớn thì e rằng mong muốn khó thành hiện thực. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết đại tuyết, khắp nơi tiết trời giá lạnh, cây cối khó bề sinh trưởng, người tuổi này tiến thoái lưỡng nan, mưu sự khó thành,
ngay chuyện chi tiêu cũng túng thiếu trăm bề, cuộc sống không được đủ đầy, sinh không gặp thời. Thời trai trẻ người này phải chịu nhiều cực khổ, mãi tới những năm tháng cuối đời mới gặp được may mắn, là người có tài, có tinh thần trách nhiệm cao, ghét chuyện bất bình, tính tình lại nóng nảy, thế nên họ dễ đắc tội với người, làm mất lòng người khác. Người này tốt nhất nên đi xa lập nghiệp thì cơ may thành công sẽ cao hơn. Vận mệnh của người tuổi Đinh Tỵ 1977 sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch trong năm là tiết Tiểu Hàn, trời giá buốt, sáng không muốn khỏi hang, cũng chẳng nhìn thấy ánh mặt trời. Người tuổi này cũng vì thế mà phải chịu cảnh cơ hàn, luôn gặp phải chuyện rắc rối, phiền não, khổ tâm không dứt. Tuy có các tinh cao chiếu nhưng cũng khó lòng dạng sự như ý. Sống khoan dung, độ lượng, phóng khoáng với người, có trước, có sau, cũng nhờ thế mà dù tiền vận vất vả, khó có được thành công trong sự nghiệp. Nhưng từ trung vận trở đi sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp dần khởi sắc, giành được nhiều cơ hội phát triển cũng như dễ bề gặt hái thành công hơn. Sau đây là vận mệnh tử vi của tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 diễn biến cụ thể qua từng năm âm lịch. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Tý. Các lành mãn đường, hỷ sự lâm môn, chuyện vui, chuyện lành không tránh được, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dưỡng phát. Tuy nhiên, nên hạn chế dùng cảm xúc vào công việc. Cũng đừng đắc ý quá mà kiêu ngạo, khinh địch, nếu không sẽ phải suy nghĩ, lo lắng rất nhiều. Cầu tài tất đắc tài, tránh xa nữ sắc thì chuyện lớn mới thành, bình an vô sự. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Sửu. Trong năm sẽ có nhiều chuyện bất ngờ ngoài dự liệu xảy ra, nên cẩn trọng từ tốn thì hơn, cũng may chỉ là những phần hạn. Bạn nên chú ý vào dịp cuối xuân, cuối hạ, lập thu xong thì nguy cơ sẽ dần tiêu biến, an lành khát khánh, khỏe mạnh bình yên. Xem tử vi, vận thế năm này có họa tiểu nhân ngán đường, không may có thể gặp phải thương vong nặng nề, nên đặc biệt chú ý an toàn, nên hạn chế xuất hành đi xa, tránh lo chuyện bao đồng, năng hành thiện tích đức để hóa hung thành cát. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Dần. Năm này, Đinh Tỵ có thể gặp họ thị phi, chuyện không may đến liên miên, kinh doanh ế ẩm, thất bát, mưu sự gặp nhiều trắc trở. May mắn là nhờ có phúc tinh chiếu rọi, chỉ lối, dẫn đường, nên gặp dữ quá lành, lại có thu hoạch ngoài dự kiến. Chuyện hung hay cát phải xem thiên bản mệnh, không thể quán đổi, nên mở rộng lòng khoan dung, nhân hậu, cái gì có thể bỏ qua thì chớ nên chấp nhặt, quan gia nên giải. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh 1977 trong năm Mão. Năm này, vận thế có phần đi xuống, phải chạy đôn chạy đáo, đi khắp bốn phương chỉ vì mưu cầu danh lợi, phạm thiên cẩu hung tinh nên chuyện xui rủi thay nhau kéo tới. May mắn nhờ có phúc lành quý nhân âm thầm giúp đỡ, nên cuối cùng mới tai qua nạn khỏi. Cuối năm, chuyện vui tới tấp, tiền bạc gia tăng, hỷ sự cát lành. Tuy nhiên, nhìn chung thì vận tài lộc năm Mão cũng không được như ý, gặp nhiều cản trở, cần giữ ý chí và dũng khí tiến lên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Thìn. Trong năm thuận buồm xuôi gió, xuất hành gặp được chuyện lành, kinh doanh phát tài phát lộc, song tuế giác bệnh phù không thể tránh. Các tinh thiên hỷ xuất hiện kịp thời, hóa giải điềm hung, chuyện tiền bạc không cần quá lo phiền, sự nghiệp thăng tiến. Tuy nhiên, khi gặp chuyện nên bình tĩnh, năng đi đền chùa, cầu Phật hóa an. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Tỵ. Trong năm, sẽ có nhiều chuyện ngược ý nảy sinh, kết giao bạn bè nên cẩn trọng, nên nhớ tri nhân tri diện bất chi tâm, đừng nên quá tin người. Cuối năm này bản mệnh phạm thái tuế, thất bại triền miên, tinh thần bất ổn, tâm trạng không yên, sự nghiệp nên lấy lui làm tiến, tùy cơ ứng biến mới được an lành. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Ngọ. Năm này, Đinh Tỵ gặp đủ chuyện xui rủi, tinh thần không yên, có khi phải lưu lạc nơi đất khách quê người. Nữ bản mệnh yếu sinh đẻ, dễ mắc bệnh hậu sản, nên làm nhiều việc để hóa giữ thành an, chuyển bại thành thắng. Cuối năm nên mạnh dạn nắm bắt thời cơ, tấn công bất ngờ, chắc chắn có thể có thu hoạch lớn. Vận thế nhiều điều hung hiểm, nên chú ý đề phòng, cẩn thận ứng phó, chớ tham lam mà hối hận không nguôi. Tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Mùi. Đầu năm trắc trở, giữa năm hóa giải, cuối năm bình an,
được thua mỗi thứ một nửa, vận thế có lên có xuống, sự nghiệp thành công. Nên dành thêm nhiều thời gian cho gia đình, xử lý tốt mối quan hệ giữa bạn bè và người thân, chờ khi thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì mưu sự tất thành. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Thân. Năm này, Đinh Tỵ gặp sao Thái Âm, có phúc được nữ quý nhân tương trợ, có duyên kỳ ngộ, danh lợi song toàn, vô duyên đắc phúc, người không cầu mà chuyện may tự tới. Song, nếu mảy may có ý đồ xấu xa thì chắc chắn sẽ bị khắc chế, nên thuận theo ý trời, bình tĩnh trong mọi tình huống, thì mọi vận hạn rồi sẽ được hóa giải. Trong mệnh có thì không cầu mà được, mệnh hư vô thì đừng cố cưỡng cầu. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Dậu. Năm này, Đinh Tỵ có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, tài lộc song hành, nhưng cuối năm nên đề phòng quả tiểu nhân, chuyện xui rủi không mời mà tới. Cuối cùng trời quang mây tạnh, vận tài lộc tuy tốt nhưng không tránh được hạn phá tài, nên cẩn trọng đề phòng nữ sắc, năng kết giao bạn bè để nhờ lộc quý nhân. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Tuất. Đinh Tỵ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, nên nắm bắt thời cơ để thu được thành quả như mong đợi. Năm này, Đinh Tỵ có thể bị bệnh giặc, hao tài tốn của nhưng không nhiều, các tinh nguyệt đức soi đường, có cơ hội đi xa, chớ bỏ qua cơ hội này để phát triển sự nghiệp. Nên kết giao nhiều bạn bè, mở rộng mối quan hệ thân thiết với những người thành thực và đáng tin cậy. Tiền bạc là vật ngoài thân, nên đừng dùng để thu phục lòng người. Tử Vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong năm Hợi. Năm này, Đinh Tỵ như mãnh hổ được thả về rừng, song dạng sự nên biết điểm dừng, thấy tốt thì thu chứa hàm lợi lớn, cầu tài được tài, cầu danh được danh, nếu có thất bát thì do yêu cầu quá cao. Chuyện tài lộc thuận lợi, song đại tham lam bất nhân bất nghĩa, nên làm nhiều việc thiện đức, lấy nhân đối đãi với người thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.